Nice. Pretty cute. Xinh quá đi là xinh, thích quá đi là thích. Thì luôn á, vote 10 trên 10 cho em này. Đây nó rất là vướng, rất khó chịu, nó kiểu như mình phải khép nếp cực kỳ ấy. Cái áo đen này các bạn kiểu surprisingly thì nó rất là hợp với lại là cái quần gà đang mặc ở dưới. Rẻ quá các bạn ơi. Đây xem nào. Ủa. Nhân, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Galaxy TV. Thì trong video ngày hôm nay là có một cái haul đồ thu đông kiểu quần dài nè, cardigan nè, áo khoác nè mà giá rất là rẻ luôn, cả mua được ở trên Shopee. Thì hy vọng là sau video ra thì các bạn sẽ tham khảo một vài món đồ cho dịp đông xuân sắp tới nha. Tại mấy cái món đồ này dù gà nói là nó hơi đông đông một chút ấy, tuy nhiên là nó cũng không phải là quá dày, nên gà nghĩ là video này sẽ hợp với những bạn cả ở miền Bắc và cả ở miền Nam nữa. Tại những món đồ này thì ở Sài Gòn gà mặc cũng được. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Thì những món đồ trong video của ngày hôm nay đến từ hãng Lovito. Thì trước đây gà cũng đã từng làm hai video về hãng rồi, và đặc biệt là có một cái gọi là code giảm giá với lại Lovito. Các bạn hãy lên Shopee xong rồi tìm là Lovito LG TV hoặc là LG TV thì các bạn sẽ được dẫn tới một cái trang có rất là nhiều voucher luôn, và có những sản phẩm mà giảm tới hơn 90% lận đó mọi người. Ngoài ra thì link để truy cập code giảm giá thì gà cũng sẽ để hết ở dưới description box, cũng như là những sản phẩm mà gà khui trong video ngày hôm nay. Hôm bữa gà thấy là có nhiều bạn nói là chất lượng đồ của Lovito rất là hên xui á, có cái thì rất là ok và có những món thì nó kiểu hơi mỏng, hơi kiểu không ok lắm. Thì cái này là gà cũng công nhận nhá, ví dụ như quần hoặc là chân váy thì gà mặc được rất là nhiều lần. Còn cái áo thì đôi khi là nếu mà nó mỏng quá hoặc như thế này thế nọ thì gà cũng sẽ nói trong video, nên là các bạn yên tâm nha. Được một cái là trong video ngày hôm nay là những cái món gà chọn á, thì giá tiền cũng cao hơn trong những video trước, tức là gà cũng chọn những cái món mà từ 120 cho tới 180 đổ lại. Trong mấy video trước á, thì kiểu như gà chọn có những món mà chỉ có mấy chục nghìn đó các bạn, nên là ok, gà nghĩ là trong video ngày hôm nay đồ sẽ chất lượng hơn nhiều đó. Thì cái món đầu tiên mà gà sẽ khui ra thì gà nghĩ là em này các bạn chắc là sẽ thích lắm, cả những bạn ở ngoài Bắc và cả những bạn trong Nam á. Tại vì mặc dù trong Nam rất là nóng nhé, nhưng mà đôi khi gà vẫn thích mặc những cái áo khoác như kiểu như thế này để kiểu che nắng đó các bạn. Thì em này có tên là áo khoác Lovito trơn phối khóa kéo cổ bẻ da PU. Và em này chỉ có một màu thôi là màu đen. Gà thấy em này đã được bán hơn 600 lượt và lượt đánh giá cũng cao ấy, 4.8 trên 5 thì gà thấy là khá là cao. Và em này đang được sale từ 421k xuống còn 265k. Thì gà thấy 265k là giá khá hời cho một em áo khoác giả da á mọi người. Và lúc mà gà đọc bình luận á thì gà thấy mọi người cũng nói là em này không có bị nóng quá nên là gà cũng nhúc luôn. Lúc mà gà đọc bình luận về em này thì có rất là nhiều bạn kiểu phàn nàn về cái mùi da của em này. Thì gà công nhận là mùi da của em này cũng không có được thoải mái lắm nha mọi người. Cái này á thì gà nghĩ là các bạn sẽ phải móc nó lên xong rồi phơi ra ngoài khoảng 2-3 ngày để cho cái mùi da da như thế này là bay hết ấy. Chung là cái mùi này rất là giống mùi mực khô. Không biết nữa, hay là do lúc mà gà quay video này gà quá đói nên là gà toàn nghĩ tới đồ ăn á, nhưng mà mùi cảm giác rất là giống mùi mực khô luôn. Thì lúc mà em này tẩy ra thì trông sẽ như thế này, kiểu form mà kiểu áo biker các bạn. Đó, các bạn có nhớ là cái áo Zara biker hồi xưa là mưa làm gió. Thì em này cảm thấy cái form là cũng khá giống như vậy, nhưng mà đương nhiên là áo Zara thì mình mua 1.7.000, 1.9.000, 1.5.000 là không nhớ, thì chắc chắn là cái da của nó sẽ phải kiểu nặng hơn và dày hơn, và cái form của nó cũng đứng hơn. Nhưng mà em này này các bạn, thì cảm thấy là em này cái form cũng ok lắm ấy, kiểu không có thua kém đâu. Và xí me trước á là gà cao 1m56 và nặng 40 cân. Lúc mà gà mua thì gà sẽ đều mua size kiểu S hoặc là XS á các bạn. Lúc mà mặc vô thì trông sẽ như thế này, thì gà thấy là form ok phết, form rất là ok luôn, và mặc thì cảm giác là không có bị nóng. Cái mùa xuân á hoặc là mùa thu á miền Bắc á thì mặc em này là cũng sẽ đủ đó. Nói chung là nó cũng không phải là kiểu quá mỏng quá lỏng lẻo gì đâu. Nhưng mà chắc là mùa đông miền Bắc thì em này không ok. Nếu mà các bạn mặc em này mùa đông miền Bắc mà mưa mưa nữa, hoặc là ở Đà Lạt tầm này thì chắc là các bạn sẽ phải mặc thêm áo len cổ lọ ở trong thì thấy là khoác em này mới được. Các bạn có thể xem nè, đây zip á, mấy cái zip họ làm zip màu bạc á các bạn, trông rất là sang chảnh ấy. Để thử nhá, thấy cái zip này có vẻ như gà không có thể để kéo lắm, để gà thử kéo cái zip bên này coi zip đây có ok không. Đó, zip thấy rất là mực. Đó, zip kéo rất là mực đó các bạn. Cái áo này thì chắc là để cái cổ nó bẻ được ra như thế này á, thì các bạn cũng không có kéo được nó quá cao á, nó sẽ ra được cái phong là ở cổ bẻ. Còn nếu mà các bạn kéo cao hẳn lên thì đó, trông nó sẽ như thế này. Đó, ngầu phết đấy chứ. Nói chung là cảm thấy áo này rất là xinh và rất là ngầu. Chỉ có điều cái mùi của nó rất là giống mùi khô mực.
Nói chung là Gà rất là thích cái chất da này, nó không phải là kiểu bóng quá, mọi người bóng quá thì trông nó sẽ rất là rẻ tiền. Nhưng mà cái chất da này thì Gà thấy nó rất là vừa phải, nó bóng vừa mà nó cũng lì vừa nữa. Ở trong video là nhìn nó đang bóng hơn ở ngoài một xíu ấy. Ở ngoài thì trông nó sẽ lì hơn một chút thì nhìn nó sẽ đắt tiền hơn. Và cái lớp lót ở trong các bạn cũng khá là xịn ấy. Gà không biết là bởi gì nhưng mà kiểu như là xốp xốp ấy, đây các bạn thấy không? Mà cảm giác là mặt sẽ không nóng đâu. Đó. Ok phết, em này mà 260k thì Gà thấy là ok mà ta. Sao các bạn lại chê chất lượng đồ của Lovito nhiều vậy ta? Tại Gà thấy là có những món là thật sự rất thích ấy. Mấy cái quần jeans của Lovito là Gà mặc hoài, giặt hoài luôn mà nó cũng không có bị gì hết đó. Gà đang quay ở một góc xa hơn là các bạn có thể thấy nguyên một cái form áo ấy. Trước mắt là Gà thấy em này ok nhá. Và Gà nghĩ là em này size S này nè thì sẽ fit được rất là nhiều dáng người. Nhưng các bạn có thể thấy ấy, thì kiểu như là lúc mà mặc em này lên thì trông so với dáng của Gà thì nó sẽ hơi rộng một xíu. Nhưng mà từ trước tới giờ Gà không có kiểu như là ngại mặc đồ oversize. Gà thực sự rất là thích cái phần tay này. Cảm giác như là nó dài hơn một chút thì nó phủ hết cái tay của Gà. Đó giống như thế này. Đó thì kiểu như là Gà thấy là cái hiệu quả chống nắng của nó sẽ ok hơn. Yeah, phong ok phết đó chứ. Yeah, pretty nice. Hồi xưa Gà có cái áo biker của Zara nhưng mà cái áo đó thực sự mặc ở Sài Gòn rất là nóng. Nhưng mà em này thì cảm giác là nó mỏng hơn và nó kiểu lưu sơn, nó thoải mái hơn á. Thời tiết ở miền Nam thì Gà thấy là em này ok hơn. Đó. Xinh phết. Với lại là dạo này Gà thích những cái em áo mà cái vai của nó kiểu suông xuống một xíu á, thì nhìn nó sẽ kiểu đỡ cứng cái người mình hơn á mọi người. Hồi xưa thì Gà thích mặc áo có cầu vai tại Gà thích là nhìn ngộ. Nhưng mà Gà thấy là bây giờ thì cái vibe như thế này lại hợp với Gà hơn rất là nhiều. Mọi người thấy xem. Em này ok. Mỗi tội là mùi thật sự giống mùi khô mực luôn á mọi người. Mùi rất 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 khô mực luôn. Ok, cái món tiếp theo trời giá siêu rẻ luôn á mọi người. Gà đã tưởng như là trong video này sẽ toàn những món 100 mấy, 200 mấy, chất lượng cực kỳ luôn. Nhưng mà Gà thấy em này kiểu hot quá. Em này Lovito đã bán được 144,4k lượt á mọi người. Và đánh giá là 5/5 sao luôn. Rồi Gà coi rất là nhiều feedback của em này. Các bạn chụp hình đồ này nọ rất là ok. Mlem 10 điểm. Nên là Gà cũng mua thử xem sao. Thì đây là một em áo 2 dây, có màu xanh lá, màu hồng, màu trắng, rồi màu đen. Thì Gà mua ở đây là màu tím. Cái màu tím mà kiểu tím hồng á mọi người. Và giá của Gà phải trả cho em này là 21.600 đồng. Quá rẻ. Rẻ quá các bạn ơi. Đây xem nào. Ủa, xinh nho. Cái em này á Gà lấy là size S đúng không? Nhưng mà Gà thấy là nó sẽ hơi rộng khi Gà mặc lên đây. Nhưng mà sẽ tạo được cái vibe khác á mọi người. Nếu mà là nó bó xong rồi nó ngắn á, vibe là hoàn toàn kiểu crop top rồi kiểu sexy á. Còn như thế này á thì nó sẽ tạo một cái vibe kiểu cute, rồi thoải mái, hơi loose một xíu. Đó. Cái màu này thì rất là xinh. Cái màu này là một cái màu tím nhưng mà nó pha kiểu tím đất á các bạn. Có nhiều ánh đất kiểu giống như vậy ở trong đất xì tím. Nên là tím này không phải là tím sến. Và phối với màu trắng thì Gà thấy là tạo một cái vibe rất là ngọt nghèo. Ơ em này xinh ấy chứ. Hàng gì bán được nhiều như vậy. Gà thấy là có nhiều bạn kêu là sau khi mà họ mua cái áo này xong á thì họ kiểu quay lại mua thêm nhiều màu hơn á. Có thể hiểu tại sao. Ví dụ nha, nếu mà Gà mua một cái em crop top như thế này 21k mà Gà mua ở Shopee Việt Nam đúng không, thì Gà sẽ nhận một em áo mà cực kỳ nhiều chỉ thừa luôn. Ở xưởng Việt Nam Gà thấy là tới giờ họ vẫn chưa có giải quyết được cái vấn đề chỉ thừa ở trên quần áo, xong rồi may cũng ẩu nữa. Nhưng mà các bạn xem là đường kim mũi chỉ của Lovito rất là ok mà. Và cái chất của em này thì cũng rất là mát nữa, kiểu như là nó không nhăn ấy. Gà công nhận là có một vài em áo của Lovito, đặc biệt là áo thun nhé, thì Gà không thích, tại vì họ làm cái kiểu là chất nó bị poly nhiều, các bạn kiểu sợi ni lông nhiều. Cái mà ví dụ như mấy em này thì rất là cute, dễ thương, 21.000 hoàn toàn xứng đáng. 21.000 thì Gà phải cho em này 100/10 luôn á. Đây các bạn xem vải nè, vải rất ok, vải kiểu giống như thun sọc á mọi người. Thì cái áo này làm cho Gà ngạc nhiên quá. Gà khá là thích cái áo này, từ form cho tới chất vải á. Lúc mà Gà mặc lên thì Gà thấy rất là mát. Lúc nãy thì Gà hơi sợ là cái áo này nó hơi rộng, tại vì Gà cảm giác là lúc mặc lên thì nó sẽ hơi loose á, lùng nhùng. Tuy nhiên là thật ra thì lúc mà mặc lên thì Gà thấy khá là fit. Và cái màu này thì rất là yêu, kiểu hợp với tông da của Gà nên làm da của Gà kiểu sáng lên á. Các bạn xem, cưng phết nhở. Gà nghĩ là cái form này cũng kiểu dễ mặc, với lại là nó khá là trendy. Hồi xưa thì Gà sẽ hay mặc mấy cái áo như thế này, 2 dây, hay là mặc form crop top nhiều hơn. Đó là nó ngắn lên như thế này. Nhưng mà Gà thấy á, dạo gần đây á, mình mặc quần đáy ngắn á, thì cái quần mình chỉ tới đây thôi, thì Gà thấy là mấy cái áo này kiểu form nó hơi dài hơn một xíu thì nó sẽ trendy hơn. Yeah, khá là xinh ấy, cái màu này xinh phết. Chắc là Gà sẽ mua thêm màu đen. Ok, tiếp theo thì Gà có em này cũng là một em áo khác. Em áo này 40k các bạn.
chờ xíu nhé, sau những cái món đồ mấy chục ca này sẽ tới những cái món đồ đắt hơn và kiểu dày hơn nhé, gặp khui nốt mấy cái món đồ kiểu rẻ rẻ là rẻ này cái đã. Thì đây là một em áo Lovito cọc tay vạt nhọc xếp nếp thường ngày cho nữ, màu trắng và màu đen thì gà lấy màu đen, tại vì gà nghĩ là thường mấy cái món rẻ các bạn thì gà thấy là màu đen cởi gì mặc vô thì nó cũng sẽ dễ tha thứ hơn nếu mà nó xấu. Giá gà trả là 40k, em này đã bán được 1.500 lượt và đánh giá cũng cao. Cái này có lấy size S không ta, cái này là size S đó hả, sao nhìn rộng quá vậy? Gà không biết nữa. Nói chung là gà mới nhìn qua thì dạo này gà hay nghĩ là gà ốm lắm nên gà nhìn cái gì gà cũng thấy rộng ấy, nhưng mà phải mặc lên thì mới biết đó, mọi người. Em này nè thì cái chất của nó gà thấy là em không có tốt bằng cái chất của cái áo lúc nãy. Gà thấy là cái chất này mát hơn, co giãn hơn mà nói chung là tốt hơn. Còn em này thì cảm giác là thun nhưng mà nó hơi kiểu giấy giấy á mọi người, với lại là nó cũng mỏng nữa. Gà nghĩ là em này sẽ thích hợp nếu mà mình mặc kiểu như là đi học đại học, kiểu như là những cái dịp mà nó kiểu không quan trọng lắm. Độ hoàn thiện sản phẩm thì vẫn cao nhé, nhìn nó vẫn giống hình này, nó không có chỉ thừa này. Gà nghĩ là mặc lên thì nó cũng sẽ ok tại là nó màu đen ấy. Lát nữa nếu mà các bạn thấy gà thử lên form mà các bạn thấy xinh muốn mua, gà rất là khuyên là các bạn hãy mua màu đen nhé, tại vì màu trắng gà nghĩ nó sẽ lộ lắm đó. Cái áo đen này các bạn kiểu surprisingly là nó rất là hợp với lại là cái quần gà đang mặc ở dưới. Mặc cái áo đen này lên thì trông gà khá là gọn, mặc dù có thể thấy cái áo này thì nó vẫn sẽ hơi rộng so với dáng người gà một xíu. Chất vải này thì như lúc nãy gà nói là gà cũng không có thích lắm ấy, gà cảm thấy là nó hơi mỏng và nó hơi kiểu giấy giấy ấy. Nên là nếu mà các bạn định mua áo này vì cái form ấy thì các bạn nên mua màu đen nha, gà thấy là màu đen mặc lên nó sẽ sang hơn và là màu trắng, tại vì màu trắng mà kiểu giống như chất vải mà không được tốt lắm thì dễ bị lộ ấy. Phần cổ vuông này gà rất là thích nè, mặc lên nhìn rất là elegant. Nói chung là cái kiểu này nó elegant nhưng mà nó cũng tỏ ra hở vô thì nó cũng đúng cái vibe của gà hơn. So với trên hình á, thì lúc mà mình mặc lên á thì cái phần đằng trước này nó không có nhăn bằng ở trong hình. Tức là ở trong hình nó có rất là nhiều nếp gấp với các bạn, thì nhìn nó hay ho hơn một xíu, nhìn nó cái vibe kiểu quấn quấn một xíu ấy. Nếu mà bạn nào mà dáng cũng kiểu bé bé giống gà thì cái áo này mặc lên trông ổn lắm ấy. Và nó cũng rất là hợp với cái quần gà đang mặc nữa. Đây sẽ là một cái áo mà gà nghĩ là gà sẽ mặc hàng ngày khá là nhiều. Nói chung là đi đâu mà kiểu không quá quan trọng ấy. Thì nói chung mặc lên form cũng xinh, nhưng mà chỉ có mỗi tội là chất vải không ok lắm, nhưng mà lại thấy là với cái giá này thì cũng ok rồi đó mọi người. Nói là mỏng vậy thôi chứ mặc lên không có bị lộ gì đâu. Ok, tiếp theo ở đây có cái gì đây, cái này có vẻ là một như là một cái quần. Ồ, đây là một cái quần thật. À ok, đây cái quần này gần nghĩ là nhiều bạn thích đây. Quần jean Lovito phối đường họa tiết rất chắc tá, màu trơn phong cách thường ngày cho nữ màu đen, bán được hơn 700 lượt rồi, lượt đánh giá cũng rất là cao. Em này thì 318k, sale còn 185k. Đây là một em quần jeans và gà mua size S nha mọi người. Trước mắt thì gà đo cổ là gà thấy vừa nha. Cái chất jeans của Lovito gà review rất là nhiều lần và gà có rất là nhiều quần của Lovito, kiểu có những cái là mặc vài lần rồi mọi người và cũng giặt hoài á, thì gà thấy là chất jeans của Lovito rất là bền, rất là tốt. Đây siêu giống hình, kiểu nó cực kỳ giống hình đó mọi người. Gà cũng không biết nhận xét sao cái chỗ mà gà thích ở trong cái quần này đầu tiên á là cái này nè. Cái túi á là bình thường các cái túi á là kiểu giống như là nó hay là như thế này đúng không, nhưng mà cái túi là đi ngược lại đi lên trên này. Với gà rất là thích cái patch, cái phần mà kiểu giống như là bạc ở chỗ này nè. Còn cái chất jean này thì 130 mấy nghìn là gà thấy là quá rẻ. Hồi xưa gà cũng đã từng làm một cái video những chiếc quần giá rẻ ở trên Shopee, kiểu quần 100, 101, 102 á, và có lượt mua rất là khủng, 30 mấy nghìn lượt mua, 100 mấy chục nghìn lượt mua á mọi người. Nhưng mà không có chất lượng bằng em này đâu. Gà thấy là em này chất lượng hơn nhiều, từ đường kim mũi chỉ cho tới chất vải. Và em này thật sự rất nặng tay. Và các bạn thấy là cái cách mà họ đóng gói thì cũng rất là đàng hoàng nữa. Với lại gà đặt đồ ship cũng nhanh đó các bạn. Đồ ship tới gà chỉ tốn tầm 5-7 ngày thôi. Nên gà thấy là em này xứng đáng không thì gà thấy xứng đáng. Ở đằng sau như các bạn cũng có thể thấy là có túi đồ đàng hoàng đó. Thì nói chung là gà thấy là em này ok phết. Lát thì gà sẽ thử lên xem sao. Thì nếu mà thử lên mà form đẹp nữa thì quá ok. Trời ơi, cái quần xám này siêu xinh luôn các bạn ơi. Các bạn xem cái túi ở đây nè, trông rất là đặc sắc luôn mà. Các bạn xem cái form này, siêu xinh luôn á. Trời ơi, oh my god. Nói chung là rất là thích, gà rất là thích cái quần này á. Và gà thấy á là trên video trông nó còn không xinh như ở ngoài á. Nếu mà ở ngoài thì chỗ này nó sẽ bạc, mình sẽ thấy rõ hơn á mọi người. Ồ, xinh quá à. Thề siêu cấp xinh luôn á. Nè, quay như thế này cho các bạn thấy rõ cái màu ở ngoài. Cái phần bạc này xinh ha. Siêu xinh luôn á. Damn. Gà thích cái quần này hơn cái form quần jean xanh. Cái quần jean xanh gà cũng có trong cái video này. Thì tại gà thấy cái quần jean xanh á thì cái phần hai bên này nó kiểu hơi rộng quá. Còn cái này là kiểu perfect á mọi người.
Wow, và chất cũng rất là thoải mái, dễ chịu nữa. Mặc lên không có ngứa một xíu nào luôn, mặc dù cái quần này chưa giặt nhá. Xinh quá đi là xinh, thích quá đi là thích. Thì luôn á, vote 10 trên 10 cho em này là kiểu must have luôn á mọi người. Tiếp theo thì cả cống của em là cardigan màu xám nhạt. Em này cả cầm lên thì cả thấy là trời rất là nặng tay rồi các bạn. Em này cũng có lượt đánh giá cao nè, 4.7 trên 5. Bán được hơn 500 chiếc rồi, gần 600 chiếc. Và được sale từ 266k xuống còn 134k. Deal này khá là hời á, 134k cho một em ở cardigan thì thấy là phải rất là rẻ. Trời ơi, dạo này thời trang rẻ quá các bạn ơi. Đây, trông như này. Em này sẽ hơi có những cái cọng len thừa dính dính ở trên này, thì để cả gỡ mà em này xuống cái nè. Trước mắt thì cái màu này nó hơi đậm hơn trong hình một xíu. Nếu mà các bạn xem hình đó thì cảm giác là nó sẽ là một cái màu trắng kem. Còn cái em này sẽ cảm giác là nó sẽ là một cái màu nâu cà phê nhiều hơn. Thì gà thấy cái màu này căn bản nó già hơn màu trong hình, gà thích cái màu trong hình hơn. Các phần còn lại có giống không nhỉ? Phần tay thì gà thấy là ở ngoài thì nó bo hơn so với trong hình. Trong hình thì gà thấy là nó loose và nó thoải mái hơn. Với cảm giác là ở trong hình nó cái chất len của nó là một cái chất len hơi long long, kiểu len mà nó sẽ có một cái lớp lông nhẹ ở ngoài các bạn. Đây là cái cardigan này thì các bạn thấy là nó chỉ là thuần len thôi đó. Nãy giờ là gà thấy là nó là cái mà không giống hình nhất. Để mặc thử thử vô nha. Cái màu này cũng rất là tây, màu này mặc vô thì tây lắm, kiểu rất là sáng da. Đây form thì cũng ok, cũng không tệ lắm đâu các bạn, nhưng các bạn biết là gà không thích ở cái này ở điểm nào không, là cái tay của nó quá ngắn. Thường gà mặc cardigan á thì cái tay là nó phải dậy nè các bạn đó. Còn cái này nó ví dụ như gà kéo hết lên á thì nó cảm giác là nó hơi ngắn ấy, và gà thấy là nó thật sự không giống hình lắm. Trong hình là một cái kiểu cardigan nó rất là fluffy, nó rất là kiểu hơi lông nhẹ, và cái tay cũng nó thoải mái các bạn. Kiểu bạn mẫu trong hình mặc cái tay áo là kiểu nó phủ hết nguyên khúc này của bạn luôn. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích cái form này á thì gà thấy em này cũng là một em đáng mua. Thì tại vì gà thích cái form trong ảnh hơn thôi, chứ mà nếu mà mặc như thế này thì gà thấy cũng rất là sang. Và cái màu này là màu nâu cà phê sáng da lắm. Đây các bạn, cái màu này xanh nhạt rất là kiểu sang luôn á. Chỉ ước là cái phần tay này nó làm cái kiểu này cũng được, nhưng mà nó dài hơn một chút để nó ở đó cover hết mọi thứ. Còn đây là cái form lúc mà gà đi ra xa, nó sẽ khá là dài, nó sẽ kiểu như là tới tận đây của gà là phủ mông luôn á mọi người. Màu thì gà thích, cái kiểu cũng được. Bây giờ lúc mà gà kiểu mặc nguyên cái này rồi thì gà thấy là cũng dễ thương, nhưng mà gà dễ thấy là gà thích cái kiểu trong hình hơn. Và thật sự là gà thấy cái tay này hơi ngắn, nếu mà nó dài hơn một xíu rồi chỉ một xíu thôi giống như thế này nè thì gà sẽ thích hơn rất là nhiều. Vẫn còn nhiều đồ lắm các bạn ơi, siêu nhiều luôn. Tiếp theo thì gà có một em kiểu giống như chân váy mà vải dù á các bạn, xong rồi kiểu rút rút dây á, mặc hơi Y2K cái kiểu đấy. Đây, cái màu xám này rất là đẹp nha các bạn, gà rất là thích cái màu xám như thế này. Cái màu xám mà nó không có bị sáng quá mà nó cũng không có bị tối quá, gà thấy màu xám này mặc rất là sang. Và em này thì gà mua với giá là 154k thì rẻ lắm các bạn. Hôm bữa thì gà để là thấy có một vài bạn là comment nói là đồ của Louis có những em rất là mỏng ấy, nhưng mà em này thì không có mỏng đâu các bạn xem nè, đó rất là nặng tay luôn. Mọi thứ họ làm rất là đàng hoàng, từ cái phần dây rút đằng trước để kiểu giống như là mình thu lại á, cho nó vừa eo của mình, eo nào mà bạn nào nhỏ lắm thì cũng sẽ mặc được. Còn hai bên thì sẽ có hai cái dây rút nữa để cho mình rút nó lên để tạo cảm giác nhúng nhúng á, thì nhìn vậy nó sẽ cool hơn, nó sẽ ngầu hơn. Thì em này thấy chất vải không phải là quá dày, nhưng mà nếu mà để nói mỏng thì là hoàn toàn không mỏng một xíu nào. Mặc thì sẽ rất là mát. Mấy em này thì kiểu trendy á mọi người, mình mặc ở trên là kiểu như một cái áo á, crop top cổ hơi lên đây một xíu thì gà nghĩ là nhìn sẽ rất là xinh. Và đằng sau các bạn thì sẽ có một cái đường xẻ như thế này, thì cái đường xẻ như thế này sẽ giúp các bạn đi lại dễ hơn, và đồng thời các bạn có thể mua xe máy nữa. Thật sự các bạn lúc mà các bạn mua chân váy dài, các bạn sẽ phải chắc đằng sau có người ta có xẻ không nha. Tại có một lần gà đã mua chúng một em chân váy dài mà người ta không xẻ đằng sau, xong sau đó là gà khỏi đi luôn á. Đi nó rất là vướng, rất khó chịu, nó kiểu như mình phải khiếp nếp cực kỳ ấy. Chân váy này các bạn, đây full look trông sẽ như thế này. Thì giờ vừa mới phải đổi sang một cái áo khác á, tại vì cái áo kia mặc cái chân váy này là quá sai đi. Thì giờ thấy đây là một cái dáng váy rất là kiểu trendy. Từ cái hồi mà gà bên Đức á, thì gà đã hay tìm mua những cái loại chân váy như thế này nè, kiểu form giống giống vậy, nhưng mà gà không có tìm được em nào thật sự fit cái dáng của gà á, tại vì nó hơi to. Các bạn đừng có để ý đôi dép của gà nha, nếu mà kiểu như gà mang vớ đàng hoàng xong mang giày cao lên thì em này sẽ xinh lắm luôn á. Và em chân váy này kiểu vải cũng vừa đủ các bạn, mỏng quá, không dày quá, rất là phù hợp với thời tiết ở Sài Gòn. Và nếu mà những bạn nào ở ngoài Bắc thì cái mùa mà không lạnh lắm ấy, kiểu 15 tới 20 độ thì có thể là em này cũng ok.
Đó, cái đường nhúng đồ này nọ hai bên hông rất là xinh, rất là trendy luôn. Nice. Tiếp theo thì cả có một em quần màu tím. Em này thì cả mua với giá là 133k. Và cả thấy là đây là một cái dáng quần kiểu cargo á mọi người. Rất là hợp với cái phong cách hàng ngày của gà. Gà chắc phải có 800 cái quần cargo ở trong tủ rồi, nhưng mà gà vẫn cứ tiếp tục mua quần cargo. Và em này là một cái màu tím cực kỳ dễ thương, các bạn xem nè. Tím đúng kiểu pastel dễ thương luôn á. Em này thì gà mua size S nha. Thường mấy cái quần của Louboutin mà gà mua size S đó mọi người, thì lúc mà gà mặc lên nó sẽ hơi dài so với gà một xíu. Nhưng mà bởi vì là quần cargo nó sẽ tạo cảm giác hơi phụng phụng ở cái phần là mình mang giày á, phần mắt cá chân á, thì gà cũng thích cái size như vậy, nên là đối với gà thì gà không có vấn đề. Ở hai bên có hai cái túi như thế này. Đó, nói chung là cực kỳ là giống hình. Xinh phết. Em này thì kiểu lưng thun lắm các bạn, nên là rất là thoải mái khi mà mình mặc á. Và các bạn biết là cái điều mà thích nhất cái quần này là gì không? Đó chính là ở dưới các bạn, cái ống là nó may thẳng xuống như thế này luôn. Thì gà không thích mặc quần cargo khi mà ở dưới mà nó túm lại. Nó có thể túm lại nhé, nếu mà nó sử dụng cái loại dây này nè, dây rút này nè, để nó túm lại thì gà thấy rất là cool. Nhưng mà mấy cái quần cargo hồi xưa các bạn mà họ làm cái bảng dưới này nè, mà họ làm cái bảng thun dày này để túm nó lại, thì gà rất không thích. Và gà thấy cái kiểu đó nó rất là hồi xưa á, nên là ở dưới này á, nếu mà mình muốn túm thì mình hãy sử dụng cái loại dây rút như ở trên này. Còn nếu mà mình không túm luôn mà mình may thẳng đứng xuống vậy thì cảm thấy rất là ok. Và mỗi lần mà mặc như vậy thì cảm thấy làm cho chân mình rất là dài và cảm giác là cái người mình cũng rất là sang. Chất vải của em này á, cái vải kiểu giống như là vải dù, ni lông đó. Và em này thật ra là không mỏng một xíu nào luôn ấy. Đây các bạn xem nè, ở đây chỉ có một cái lớp quần thôi nhưng mà các bạn không hề thấy một xí nào kiểu màu da của gà á. Nếu mà các bạn sợ mặc những cái em quần sáng màu như thế này mà sợ nó bị lộ thì em này không nha. Em này thật sự là chất vải rất là dày dặn, rất dày dặn luôn. Đây các bạn thấy không, nếu mà gạt để tạo tiếng sột soạt nè, các bạn có thể thấy được cái độ xốp của nó, cảm giác là nó không hề mỏng một xíu nào hết, rất là ok. Tuy nhiên có một điều nhưng không thấy cái quần này là cái mùi của nó. Sao tự nhiên cái quần này lại có mùi ta? Bình thường gà mua đồ của Louboutin quần là không bao giờ thấy có mùi hết, tự nhiên cái quần này có mùi. Cái quần này cưng quá nè mọi người. Vải của em quần này rất là tốt luôn á, đúng cái vải mà kiểu polyester hả? Nói chung là cái vải dù mà kiểu dày dày mà gà thích á. Xanh ha, form lên cũng xanh nữa, nó màu tím này rất là hay. Ồ, đây, để gà quay đằng sau cho các bạn xem. Đó, trông nó sẽ như vậy. Thấy mấy cái quần này mặc chung với mấy đôi giày mà kiểu chunky kỳ á, mấy cái form này giống như kiểu MLB hồi xưa mọi người hay mang á, thấy sẽ rất là xinh. Siêu thích màu tím này luôn, màu tím này rất rất rất, rất chi là hợp với da của gà. Wow. Mấy cái túi cargo bên này nhìn cũng rất là đàng hoàng nè mọi người. Chung là rất là thích em này, siêu thích em này. Từ khúc này là cảm thấy là toàn quần thôi nha. Dạo này thì là thích mua quần hơn á mọi người, nên là mua toàn quần thôi. Em quần này là một em quần gà mua chủ yếu để gà mặc ở nhà. Đây là em quần tây nữ Lovito ống suông trẻ sọc, giá là 78k và đã bán được hơn 15.000 lượt rồi. Hồi xưa, thật là xưa, 4-5 năm trước á, thì gà sẽ thích mặc mấy em quần caro như thế này. Còn bình thường thì gà sẽ chỉ mặc quần caro đỏ, caro xanh lá cây á, trong dịp Giáng sinh thôi. Nhưng mà lúc mà lướt Shopee của Louboutin thì gà thấy em này được bán 15.000 lượng, nên gà nghĩ là chắc cũng nhiều bạn ngoài kia quan tâm, gà cũng hốt về xem sao. Đầu tiên nhá, em này chính xác là một em quần mà gà chỉ sẽ dùng để mặc ở nhà thôi, tại vì cái chất của nó rất là mỏng. Cái chất của nó mỏng hơn mấy cái em quần lúc nãy 1.001 lần luôn á các bạn. Hồi xưa lúc mà thậm chí gà có mặc quần caro ra đường ấy, thì cái phần này nè nó phải là lưng quần tây, không bao giờ mặc mấy cái quần mà kiểu giống như là quần lưng thun như thế này ra được, tại vì gà thấy là nó không có được formal như thế nào các bạn. Nhưng mà nếu bình thường gà mặc em này thì gà sẽ phải mặc chung với một em áo thun kiểu dài á để che cái phần lưng này đi. Nhưng mà các bạn biết sao không, nếu mà gà làm như vậy thì nhìn gà sẽ rất là ngu, tại bình thường cái combo mà làm cho gà nhìn hèn nhất chính là mặc áo thun với lại là mặc quần rộng như thế này ở dưới. Chung là em quần này gà không thích nha, tại vì đầu tiên là mỏng nè, với cái thứ hai là gà không thích cái lưng thun như thế này. Nhưng mà cái này thì gà nhìn cái hình thì gà cũng đã đoán ra rồi, nhưng mà gà muốn mua để show cho những bạn nào mà có ý định là mua cái quần này thì chính xác là lúc mà cầm cái quần này trên tay sẽ như thế nào. Thì nếu mà bạn nào muốn tìm một em quần để mặc ở nhà thì các bạn cứ múc luôn một lúc 5-7-8 màu để các bạn mặc cái nhà thoải mái, tại vì nó mỏng á, mỏng rất mát, mặc ở nhà tuyệt vời, xuất sắc 10 điểm. Vẫn một lần nữa gà nghĩ đây là một em quần mà lên form để mặc ở nhà rất là thoải mái đó. Nếu mà là gà ở nhà thì gà sẽ mặc y chang như vậy luôn nè.
chung là em quần này nhá, cái vải của nó rất là mát, rất là mỏng, không có nhăn này, như các bạn có thể thấy không có nhăn đúng không, rất là thích hợp để mình mặc ở nhà luôn. Thật ra mặc ra ngoài cũng được, mặc đi xem phim đồ này nó cũng ok đấy, nhưng mà không biết nữa, I don't know. Nhà chị không phải là một fan của quần Zalo, nhưng mà ở chỗ này lại là lưng thun ấy thì chị không thích lắm. Nếu mà ở chỗ này là lưng quần tây và chất dày hơn một xíu thì gà nghĩ là gà sẽ mặc ra ngoài đấy. Ok, bây giờ mình khui một cái áo đi cho nó đỡ chán ha. Đây là một em áo thun cổ vuông, xếp nếp trơn đơn giản cho nữ, bán được gần 2k lượt rồi. Ở 160 xe còn 81k, có hai màu là màu kem và màu nâu cà phê. Thì gà mua màu nâu cà phê. Áo này á thì gà không có phải gu của gà, cũng không phải là cái kiểu bình thường gà hay mặc. Nhưng gà nghĩ là có rất là nhiều bạn ngoài kia sẽ thích cái form áo kiểu giống như thế này, nên là gà mua gà review cho các bạn thử xem sao. Nó là cái dạng áo peplum với mọi người đó, nó kiểu giống vậy này, nó kiểu áo cute, chất thì rất là đẹp nha, chất kiểu len dệt đồ, mọi người cảm giác là sang chảnh. Và cái màu này cũng sáng da nữa, cái màu này rất tây, một cái màu nâu mà kiểu hơi pha ánh rêu á. Nhưng cái áo này nó hơi mỏng so với hình, trong hình thì cảm giác là cái em này sẽ là một em áo dày hơn, nhưng mà mỏng như vậy thì cảm thấy là sẽ hợp với những bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà các bạn lúc mặc em này, gà nghĩ là nên mặc ở trong một cái áo giống như gà này cho nó đỡ lộ, thì trông như này, cổ vuông vuông đấy đấy đó. Màu này mặc sáng da mà các bạn, nhưng mà gà mặc thì gà thấy hơi rộng rồi đó. Thật sự cái vai của cái áo này nó không có giống gà chút nào luôn á mọi người, nó rất là bánh bèo, nó rất là nữ tính, kiểu kín đáo á, đàng hoàng á. Nhưng mà gà nghĩ là nếu bạn nào có mua màu trắng á thì các bạn nên có một cái áo hai dây để mặc ở dưới cho nó không có lộ. Các bạn có thể mua cái em áo hai dây này luôn, hình như là cũng có màu trắng á, thì cảm thấy hai này kết hợp với nhau rất là cute. Thích, nhưng mà nói chung là mặc lên người thấy là cái vibe về phụ huynh đó mọi người, giống như là Nguyễn Thị phụ huynh. Đây, cái form áo peplum như thế này thì mặc vô trông rất là dịu dàng luôn á mọi người. Và cái màu này thì rất là thích, màu này mặc lên rất là tây và rất là sáng da, nói chung là xinh. Tuy nhiên là cái vibe như thế này á, không phải là vibe của gà. Dạ, gà chỉ thấy lạ thôi. Còn gà nghĩ là có rất là nhiều bạn thích cái form áo như thế này, tại vì nó sang vừa đủ, nó cũng dễ mặc nữa. Kiểu cổ vuông như thế này á, thì mặc lên trông nhã nhặn, rất là kiểu đứng đắn ấy. Gà mua áo này là chủ yếu để mặc cho các bạn tham khảo đó, tại gà thấy là lượng mua ở trên Lovito cũng rất là cao. Bạn nào thích cái style mà kiểu nhẹ nhàng, nữ tính, đồng đồng một xíu thì cái áo này rất là perfect. Ok, tiếp theo là em quần, là em quần này các bạn thích nào? Đây là một em quần jean, nhìn cảm giác rất là vintage, các bạn nhìn hình các bạn thấy vintage không? Rồi cả nhìn cái màu ở ngoài này, cảm thấy là cũng rất là vintage, rất là giống hình. Và em này cả mua chỉ 160k, gạch theo các bạn, cái quần nặng ôi là nặng, cảm giác là rất là đáng tiền luôn á các bạn, 160k. Rồi các bạn nhớ là hôm bữa là có mua một cái em quần ở trên Lazada, giờ mua 220k. Mà hình như là cái em quần đó thì nó cũng kiểu kiểu giống như thế này thôi đó, nhưng mà nó em quần đấy thì nhiều vải hơn, cái ống quần là nó giống như là một cái váy luôn rồi. Còn cái này thì vẫn là ống quần cũng to cũng rộng, nhưng mà không phải là quá rộng. Và cái màu rất là vintage ở ngoài nhá, nhìn cái màu này nhá, nó còn đẹp hơn là cái màu ở trong hình luôn á. Ở trong hình nó không có cái hai cái patch đánh bạc bạc này, nó có nhưng mà nó có kiểu sơ sơ qua thôi. Thì cảm thấy là em quần này không giống hình nhá, tại vì trong hình gà hoàn toàn không thấy hai cái patch mà kiểu bị đánh bạc như thế này. Cá nhân gà gà lại thích là cái kiểu đánh bạc như thế này hơn, nên là gà thích em này ở ngoài hơn trong hình. Ồ, nhưng mà cái chất của em jean này này các bạn, thì nó mỏng hơn nha, nó mỏng hơn là cái chất của cái em jean xám đen lúc nãy. Em xám đen lúc nãy thì dày dặn hơn, nhưng mà tính nó cũng ok. Gà chỉ cần thử em này lên, mà em này lên form đẹp thì gà rất là khuyên là các bạn nên mua. Tại những cái quần như thế này nó che khuyết điểm tốt lắm đó mọi người. Tức là cái phần trên này nó không có quá rộng đúng không, thì nó sẽ bo vô cái phần vòng ba của mình một xíu, xong ở dưới kiểu như nó xòe ra như thế này, nó đứng xuống nó rộng ra, thì nó sẽ kiểu che hết tất cả các khuyết điểm, nào là chân bồng kiềng rồi đùi bự hay là cái gì đó. Nếu mà các bạn coi đó là khuyết điểm thì nó sẽ che được hết. Tin, đây là cái form của em quần này, cảm giác rất là kiểu boyfriend jeans đó mọi người. Cái form nó kiểu khá là rộng rộng, xong rồi nó suông thẳng xuống luôn. Các bạn có thích cái form này không? Riêng gà thì gà khá là thích đấy. Các bạn có thể thấy thì ở đây gà rất là thích hai cái túi này luôn đó. Cảm giác là đặc biệt hơn á. Còn đây là đằng sau nè, đằng sau cũng đẹp phết ha. Gà nghĩ là nó đang rất là không hợp với cái áo gà mặc ở trên này luôn á. Nhưng mà nếu mà mình thay vào một cái áo thun mà kiểu vibe chill chill á mọi người, thì cái quần jeans này mặc lên sẽ rất là xinh. Rất là thích. Rất.
À, đây là một em quần bản trơn thường ngày dành cho nữ, màu xám đen, có màu xám và màu đen, thì Gà mua màu đen. Em này Gà mua với giá là 122k. Thì lúc mà Gà nhìn ở trên hình đó, các bạn sẽ hình dung đây là một cái em quần. Cái vải len của nó sẽ hơi dày một xíu và nó kiểu bo hết cái phần đùi ở trên của mình, không, nó hơi xòe ra ở dưới đúng không? Đầu tiên là em này cái form á thì Gà thấy giống hình nha. Nó là cái kiểu xòe ra như thế này, nó là kiểu ống loe các bạn. Ở trên á thì nó sẽ bo bo vô một chút, dưới thì nó sẽ xẹt xẹt hơn một chút, nhưng mà lúc mà nhìn cái quần này thì Gà chắc chắn là nó sẽ không bo được vô cái phần phần đùi của Gà giống như ở trên hình, tại vì trước mắt thì Gà thấy nó khá là loose, khá là lộn. Và cái phần đáy của cái quần này á các bạn thì nó khá là cao, và chất của em này á Gà cảm giác là nó cũng mỏng hơn rất là nhiều so với cái chất mà họ show mình ở trên hình. Lúc mà họ show mình ở trên hình thì các bạn hình dung á, nó sẽ phải là một cái chất thun len nhưng mà nó sẽ phải rất là đặc thì nó mới có thể bo cái chân mình đẹp như vậy được. Còn em này thì cảm giác nó giống như là một cái em thun gân á các bạn, lúc mà mặc lên thì mình đi kiểu lả lướt thì nó là một cái vibe hoàn toàn khác. Đây các bạn, cái form của cái quần này nè, thì ở dưới á Gà thấy ok, nhưng mà cái phần này tự nhiên nó nhùng lại một cục ở đây á thì Gà thấy rất là kỳ, kiểu không biết nữa, giống như là cái phần này là cái phần mà mình muốn khi mà nhìn nghiêng á thì trông là nó sẽ kiểu ít chi tiết á để cho cái bụng của mình nhìn nhỏ, chứ nếu mà đây các bạn thấy mặc như vậy nhìn nghiêng những cái bụng của Gà siêu bự luôn, nhìn đằng trước thì đang ok lắm luôn á, tự nhiên why like why. Nếu mà không có cái cục này thì đây cái quần này đúng là kiểu rất là đáng mua, tại vì vải kiểu rủ rủ á trông cũng rất là kiểu sang chảnh đó mọi người, mà giá thì cũng ok rẻ nữa đó. Để như vậy nên xinh mà, form xinh mà. Ok, hai sản phẩm cuối cùng. Em này là quần Lovito cài nút phối màu trơn, màu xám, 126k và chưa có rating. Hình như là mới bán được có một lượt, Gà là người thứ hai mua. Thì nói chung là trông có giống hình không? Thì giống. Chung là tất cả mọi chi tiết đều giống, từ cái phần mà cắt xuống như thế này cho tới cái phần túi ở đây, cargo ở đây, rồi cái phần dây như thế này thì mọi thứ đều giống. Nhưng mà cái Gà nghĩ là không giống là cái chất á, Gà nhìn ở trong này Gà nghĩ nó sẽ là một cái chất kaki hơi dày một xíu, nhưng mà công nhận là với cái giá tiền thì sao mà mình đòi kaki được. Gà nghĩ là cái này nè, nếu mà họ làm cái chất kiểu là chất dù dù của em này cùng với lại là cái thiết kế này là sẽ xuất sắc, nhưng mà tại vì bây giờ họ làm bằng một cái vải mà nó mỏng mỏng và nó hơi rủ rủ á mọi người, nên là Gà không biết là lớp lên form thì nó có xinh không. Về thiết kế thì giống hình nha, nhưng mà để cái chuyện mà lên form nó có xinh không thì lát Gà sẽ phải thử lên. Nhưng mà ống thì rộng lắm, Gà rất là thích ống rộng. Và cái màu xám này cũng xinh nữa. Trong video thì Gà thấy là màu xám nó đang kiểu hơi bị sáng hơn so với ngoài á mọi người, nhưng mà ở ngoài thì cảm giác nó xám hơn một xíu nữa và nó xinh hơn. Đây là cái quần xám lúc mà Gà try on thì đầu tiên là nó đang hơi rộng so với Gà, mặc dù Gà cũng muốn mặc đáy trễ các bạn, nhưng mà Gà muốn nó lên trên này một xíu. Cái chất vải này á nó mỏng nha, nhưng mà Gà thấy là nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái form quần lắm ấy, nhìn cũng rất là ok. Nói chung là đây là một cái quần mà Gà rất là thích cái form, và Gà cũng rất là thích cái dây ở đây nữa, trông nó rất là đặc biệt ấy. Gà nghĩ là nếu cái quần này mà chất mà kiểu vải dù mà kiểu xịn luôn á, họ sẽ phải bán tầm 400 mấy, 500 mấy, nên là cái giá mà 100 mấy thì Gà thấy là có vẻ như là chất vải này cũng ok. Mọi người thấy sao? Nếu mà bạn nào thích cái form như thế này thì cái vải này cũng ok á, tại vì mặc dù nó mỏng nhưng mà tại vì nó tối màu ấy nên là trông không có bị kiểu rẻ lắm đâu. Để quay gần cho các bạn xem. Chi tiết quần cũng xinh phết. Chiếc cuối cùng, đây là một em quần dây rút đang dây màu trơn, Gà mua giá là 125k. Thì em này lúc mà Gà nhìn thì Gà thấy rất là thích. Cái form này nó cũng basic đó các bạn, chứ không phải là kiểu quá hoàng hoại. Ồ, đẹp quá chứ. Đây, trông như thế này đó, cái phần đang dây ở bên hông các bạn sẽ phải rút rút nó ra một xíu, kiểu như giãn giãn nó ra một xíu á để cho nó đúng với lại là cái ở trên hình. Hơi mỏng, kiểu cái quần chất quần này thì công nhận là nó hơi mỏng so với lại cái tưởng tượng của Gà. Lúc Gà nhìn trên hình thì Gà nghĩ là nó sẽ phải là cái vải dù giống như quần màu tím á. Công nhận là nãy giờ thì Gà thấy là vải của những em quần jeans với lại là cái em quần màu tím thật là xuất sắc, tuyệt vời ông mặt trời. Còn mấy cái quần này thì giá nó rẻ và form nó đẹp và thiết kế của nó cũng đẹp, nhưng mà cái chất vải của nó sẽ hơi mỏng một xíu. Nếu mà bạn nào mà thích cái chất vải mỏng mỏng hơn một chút để mặc ở Sài Gòn cho nó mát á thì Gà thấy là hợp nha. Gà rất là thích cái kiểu như là như này, tức là mình rút dây từ hai bên, chứ Gà không có thích cái kiểu mà dây quần ở đây xong rồi có hai cái dây xong mình rút vô xong mình cột á các bạn. Thì form xinh mà, ý là form xinh, thiết kế giống hình cũng ok, nhưng mà chất vải hơi mỏng thôi. Tùy các bạn lựa chọn, giá cái này thì rẻ, vải sẽ hơi mỏng một xíu, nhưng mà được cái là đường kim mũi chỉ hay là mọi thứ của nó rất hoàn thiện. Em quần này á các bạn, form á thì rất là xinh nhưng mà vải thì rất là mỏng, mà lúc mà mình mặc lên thì mình có thể cảm nhận được là nó hơi bị rũ quá, như cái quần màu tím á các bạn, cảm giác như cái quần mặc lên nó rất là đúng form, rất là xinh.
thì em này cảm giác nó lại kiểu nó cứ rủ rủ ấy. Mấy cái kiểu giống như là dây dây nhợ nhợ chỗ này thì giả thích, mặc dù cái này nó hơi dài nha. Còn cái bên này nè cũng được, nói chung là form thì nhìn ok đấy. Nhưng mà cái này nè các bạn, là vừa mới phát hiện là ở chỗ này nè họ không có cái khoét khuyên này á để cho mình có thể gập hai cái này lại, nên là hơi tiếc một xíu. Tại ra thấy như vậy chắc sẽ xinh hơn, còn cứ để cho nó lòng phòng như vậy thì nhìn nó hơi kỳ á. Em này á thì thấy là nếu mà bạn nào mà kiểu không quá khó tính thì có vẻ là sẽ thích, kiểu thích cái form ấy thì ok, nhưng mà nếu mà bạn nào khó tính về chất á thì chắc là sẽ không ensure em này quá đâu. Ok, thì video của ngày hôm nay là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích video. Nếu bạn thích thì nhấn like và subscribe cho Ngà nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.